chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Và hôm nay chúng ta hãy cùng bàn về một lĩnh vực mà đã được nhận định là một trong 10 lĩnh vực hot nhất trong thập kỷ vừa rồi. Đó là thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa là một lĩnh vực truyền thông mà trong đó thông điệp được tiếp nhận qua con đường thị giác. Nếu bạn là một người đam mê sáng tạo, lúc nào cũng có những ý tưởng thú vị ở trong đầu, hoặc đơn giản là vô cùng nhạy cảm với hình ảnh và màu sắc, thì rất có thể thiết kế đồ họa là một ngành học mà bạn nên lựa chọn. Nếu mà bạn đang còn hoang mang, không biết là thiết kế đồ họa là cái gì và làm thế nào để trở thành một nhà thiết kế đồ họa, thì đừng có lo lắng, bài viết lần này mình và tác giả sẽ giúp bạn giải mã ngành học thú vị và thời thượng này. Vậy thiết kế đồ họa là gì? Thiết kế đồ họa là một hình thức mà người thiết kế được tự do lựa chọn, sáng tạo, sắp xếp các yếu tố thị giác để tạo ra và truyền tải một thông điệp. Thiết kế đồ họa nhìn chung được ứng dụng rộng rãi trong thế giới quảng cáo, bao bì, phim truyện và nhiều thứ khác nữa. Và sau đây là một số quan điểm khác nhau về thiết kế đồ họa. Quan điểm thứ nhất, theo Wikipedia, thiết kế đồ họa là tạo ra các giải pháp bằng hình ảnh cho các vấn đề truyền thông. Nói một cách khác thì đồ họa là sự kết hợp giữa nghệ thuật và thông tin, và thiết kế đồ họa là loại hình nghệ thuật ứng dụng kết hợp hình ảnh, chữ viết và ý tưởng một cách sáng tạo để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và thú vị qua các hình thức ấn phẩm, in ấn và trực tuyến. Quan điểm thứ hai, theo Jessica Helfen, thì thiết kế đồ họa là một sự kết hợp phức tạp của hình ảnh và chữ viết, số và bảng biểu, ảnh chụp và trang minh họa, thể hiện suy nghĩ đặc biệt của một cá nhân, chính là người thiết kế ra những yếu tố này. Và những yếu tố này có thể rất hữu dụng, bất ngờ, độc đáo hoặc là rất dễ nhớ. Và quan điểm thứ ba, theo Michael Crutcher, thì thiết kế đồ họa là sự thực hành của các giả thuyết và ý tưởng thông qua việc sử dụng màu sắc, hình khối, đường nét và sắp xếp. Vậy thì học thiết kế đồ họa thì nên bắt đầu từ đâu? Thực tế thì ngành này không quá khó như mọi người nghĩ. Tuy nhiên thì với những bạn mà chưa biết một tí gì về thiết kế đồ họa thì ban đầu sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng mà cũng đừng có quá lo lắng, bởi vì nếu như mà bạn thực sự đam mê và có chút sáng tạo và tư duy thẩm mỹ tốt thì nó không phải là một vấn đề đáng ngại. Và cũng đừng có sợ nếu như mà bạn không có khả năng sáng tạo, bởi vì sự sáng tạo không phải là yếu tố duy nhất. Để thành công trong lĩnh vực này thì còn phụ thuộc vào niềm đam mê, nhiệt huyết và kinh nghiệm học hỏi của bạn. Giống như ông cha ta đã nói rồi, chăm hay thì không bằng quay tay, chăm hay thì không bằng quen tay vậy. Trong thiết kế thì có rất nhiều khái niệm, định nghĩa căn bản mà bạn cần phải hiểu rõ được trước tiên. Vì vậy, lời khuyên trong tình huống này đó là bạn nên tìm hiểu trước các kiến thức liên quan về thiết kế đồ họa. Và sau đó thì bạn nên tìm một khóa học về thiết kế đồ họa để có người hướng dẫn cụ thể và thực tế hơn. Và bạn cũng cần tích cực tìm kiếm tài liệu hướng dẫn trong quá trình tự học của mình. Hãy bắt đầu từ nguyên lý thị giác, nền tảng của thiết kế đồ họa. Và môn học này cũng chính là nền tảng của cả mỹ thuật, kiến trúc và thiết kế. Và khi tìm hiểu mới thấy được các ứng dụng của nguyên lý này là vô cùng lớn. Các bài viết chia sẻ về bố cục ảnh, về điểm vàng, về tỷ lệ các kiểu thì đều xuất phát từ những nguyên lý này. Và dưới đây là 10 yếu tố chi phối thị giác trong thiết kế. Mỗi yếu tố sẽ có đặc tính riêng, sản phẩm của bạn là đẹp hay xấu, nó có làm khách hàng hài lòng hay không thì đều do các yếu tố này quyết định phần nhiều. Bạn sẽ tạo được ra các ý tưởng và truyền tải được các thông điệp thì đều là nhờ sử dụng và kết hợp các yếu tố này một cách hợp lý. Và 10 yếu tố đó là đường nét, ánh sáng, màu sắc, mảng khối, không gian, chất liệu, typography, kích thước, điểm nhấn, cân bằng và nhịp điệu. Thiếu kiến thức về nguyên lý thị giác là một lỗ hổng lớn mà nhiều người tự học thiết kế đồ họa đã mắc phải. Vậy thì học thiết kế đồ họa thì cần những gì? Thiết kế đồ họa sẽ bao gồm những phần sau. Thứ nhất là thiết kế in ấn, quảng cáo. Thứ hai là thiết kế đồ họa website. Và thứ ba, thiết kế đồ họa 3D. Và thứ tư là thiết kế đồ họa đa phương tiện. Giờ thì hãy cùng tìm hiểu từng phần nhé. Thứ nhất là thiết kế in ấn, quảng cáo. Hãy hình dung là sẽ có hai công đoạn như thế này. Công đoạn thứ nhất là thiết kế, là chúng ta sẽ tạo ra một bản mẫu đồ họa. Và công đoạn thứ hai là in ấn, là khâu thực hiện cái ý tưởng đó ra thành hiện thực. Thế nên là chúng ta sẽ gọi chung là thiết kế in ấn, chính là vì hai cái công đoạn này luôn tương tác và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động. Và đặc biệt là người thiết kế in ấn cũng phải hiểu rõ thiết kế trong ngành in ấn để các file thiết kế đến tay nhà in, nó phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật chính xác cho việc in ấn. Những sản phẩm thiết kế in ấn, quảng cáo
chủ yếu là các sản phẩm hữu hình, ví dụ như là biển quảng cáo, background sự kiện, standee, tờ rơi, bao bì sản phẩm, biển bảng hay là logo, v.v. Đối với thiết kế in ấn, quảng cáo, bạn cần phải có tư duy sáng tạo, phối màu, bố cục, am hiểu về thị trường và lĩnh vực. Về mặt công cụ thì có những phần mềm hỗ trợ mà bạn cần phải biết, đó là Photoshop, Illustrator, hay là Corel hay là InDesign, và thậm chí là các máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành thiết kế in ấn như là máy in, scan. Thứ hai là thiết kế đồ họa web. Khác với thiết kế in ấn là có thể sơ nắm được, thì thiết kế đồ họa web là những thiết kế hiển thị. Nó có nghĩa là những sản phẩm thiết kế ra được sử dụng và hiển thị trên các thiết bị số như là máy tính và điện thoại. Thiết kế đồ họa web thì cũng là một ngành thiết kế. Chính vì lẽ đó mà điều đầu tiên bạn cần phải làm tốt đó chính là phải am hiểu sâu sắc về thiết kế truyền thông, bao gồm hiểu cả bố cục, màu sắc và biết sử dụng các công cụ như là Photoshop, Adobe Illustrator hay là InDesign, Animation. Ngoài những kiến thức cơ bản ở trên thì bạn cũng cần phải trang bị cho mình những hiểu biết khác nữa, đó là kiến thức về các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, các công cụ, nguyên lý thiết kế, các khái niệm bổ trợ. Đồng thời thì phải có tính sáng tạo để tạo ra những mẫu giao diện ấn tượng và độc đáo. Thứ ba là thiết kế đồ họa 3D. Đồ họa 3D là những hình ảnh được dựng nên một cách sống động với sự hỗ trợ của các phần mềm đồ họa vi tính, chẳng hạn như là nhà cửa, nhân vật, máy móc công nghệ hay là tác phẩm nghệ thuật. Đồ họa 3D hiện nay thì có hai ngành cơ bản, đó là đồ họa kỹ thuật và đồ họa mỹ thuật đa phương tiện. Đồ họa kỹ thuật sử dụng các phần mềm mô hình hóa vật thể chính xác trong không gian 3 chiều, có tham số để tính toán CAE hay là tạo ra các bản vẽ gia công CNC, in 3D, khuôn mẫu nhựa. Còn đồ họa mỹ thuật đa phương tiện thì sẽ dùng các phần mềm mỹ thuật như là 3DS Max, Maya, Blender hay là ZBrush để tạo ra các tác phẩm mỹ thuật như là nhân vật trong game hay là trong hoạt hình. Và trước khi mà bắt đầu học về đồ họa 3D thì mình khuyên là các bạn nên bắt đầu từ phác thảo 2D trước. Bởi vì muốn học chuyên sâu về thiết kế 3D thì bạn cần nắm rõ kỹ thuật dựng hình ảnh bằng tay. Tư duy phác thảo 2D được xem là nền tảng giúp cho các bạn hình thành tư duy phối cảnh, triển khai, phát triển các ý tưởng thiết kế. Thực tế thì nhiều nhà thiết kế 3D hiện nay do không nắm vững được phần kiến thức và kỹ năng này nên đã khó trở thành một nhà thiết kế giỏi. Và thứ tư là thiết kế đồ họa đa phương tiện. Thiết kế đồ họa đa phương tiện là sự kết hợp của âm thanh, hình ảnh động và ký tự văn bản. Nó có thể nâng cao đáng kể khả năng sử dụng và hiệu quả trang web của bạn. Bởi khi sử dụng những yếu tố đa phương tiện như là di chuyển, trình chiếu, thông tin hoạt hình và video thì sẽ thu hút được nhiều khách truy cập hơn vào website của bạn. Và sau đây là một số phần mềm về trò chơi, phát triển game nổi bật. Còn đây là phần mềm tạo phim ảnh, truyền hình. Và sau đây là một số tài liệu học thiết kế đồ họa cho người mới bắt đầu. Như đã nói ở trên thì học thiết kế đồ họa không hề khó. Vấn đề quan trọng là ở sự đam mê và học hỏi không ngừng của bạn. Và tất nhiên thì trong quá trình học thì bên cạnh học thầy thì bạn cũng cần phải tự học rất nhiều. Và bạn sẽ cần những người bạn đồng hành, đó là những cuốn sách. Có vô vàn những loại sách về thiết kế đồ họa nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu. Thì sau đây là 10 cuốn sách mà mình gợi ý cho các bạn. Và đó cũng là gợi ý của rất nhiều các chuyên gia thiết kế để bạn có thêm nhiều cảm hứng cho bản thân. Tuy nhiên thì những cuốn sách này đa phần chỉ có bản tiếng Anh. Hy vọng là trong một tương lai không xa sẽ có bản tiếng Việt. Còn về cơ hội việc làm của một nhà thiết kế đồ họa thì như thế nào? Học ngành này thì bạn sẽ có rất nhiều những cơ hội việc làm phù hợp.
Bởi vì dù kinh tế có suy thoái đến đâu đi chăng nữa, thì các nhãn hàng vẫn cần phải chi một khoản ngân sách để làm quảng cáo cho sản phẩm của họ. Bạn có thể làm ở trong phòng marketing của các công ty chuyên về những sản phẩm ở đó, hoặc là làm cho các công ty về truyền thông, quảng cáo, hoặc là bạn tự lập một nhóm rồi mở công ty riêng chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế. Còn nếu mà bạn yêu thích sách thì có thể đấu quân vào các nhà sản xuất để làm đẹp cho những cuốn sách. Còn nếu mà bạn không muốn bị gò bó trong môi trường công sở thì có thể lựa chọn là freelance. Về mức lương thì ngành này còn phụ thuộc vào khá là nhiều yếu tố, chẳng hạn như là tài năng, kinh nghiệm của bạn, loại hình công ty, quy mô dự án, cho nên là sẽ không có một con số cụ thể về mức lương. Tuy nhiên thì nếu bạn thực sự tài năng thì cứ yên tâm là khách hàng sẽ không tiếc chi trả cho bạn một khoản tiền xứng đáng đâu. Thiết kế đồ họa được xem là một ngành vô cùng tiềm năng. Trong lĩnh vực này thì còn rất rất nhiều những ngành con khác nữa. Để có thể đi sâu và theo đuổi thiết kế đồ họa thì bạn cần có sự đầu tư nhất định. Thiết kế không phải là một ngành khó, nhưng cũng không phải là dễ dàng để chinh phục được. Và mong rằng là bài viết lần này sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về ngành thiết kế đồ họa. Chúc bạn lựa chọn được con đường đúng đắn cho mình nhé. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.